Hello, xin chào các bạn, lại là mình Bonche Tốt đây. Đây là video mà Bonche game ARK Survival Evolved, một tựa game sinh tồn thế giới mở. Mình phải sinh tồn ở trên một hòn đảo hoang đầy khủng long, cố gắng nâng cấp trang bị, xây dựng cho mình một căn cứ trú ẩn, trở nên mạnh mẽ hơn và đi đánh những con boss như là rồng khổng lồ chẳng hạn. Ở tập trước thì mình đã làm được hai thứ to bự. Đầu tiên là dắt con bé mình đi khắp nơi đánh lộn những con khủng long mạnh, đánh bại được cả Speedo lẫn T-Rex các bạn à. Sau đó mình tìm được một con Terry mới mạnh mẽ hơn mà còn đánh bại được con T-Rex Alpha nữa. Lúc này thì sợ ai nữa đâu. Trên đường lang thang về nhà, Bon tìm được một cái hang động kỳ lạ lắm mấy bạn. Cái lỗ vào nó nhỏ xíu mà con bé không theo được. Mình phải vào tuốt bên trong thì mới gặp được một bầy dơi. Sợ quá thì mình bỏ chạy về các bạn à. Trên đường về mình tìm được con thằng lằn bay bị thất lạc. Hên ghê á. Tập này phải cho nó đẻ mới được. Ok, và bây giờ là tập 6. Trời ơi, tao nói tìm được con khủng long yêu thương của mình. Nó đã gì đâu. Khủng long bay cấp 300 mấy. Tôi không biết bằng cách nào đó nó sống sót một cách thần kỳ được mấy bạn. Bom bỏ nó ở trong đó chắc không phải nhiều ngày lắm rồi đó. Nhưng mà lúc mình quay lại mình thấy nó đang cắn lộn với những con kia. Chắc là lần trước mình để chế độ gọi là sao ta, tự vệ hả. Con nào cắn nó sực lại. Nó đánh những con yếu hơn để nó hồi máu. Cũng hay là cấp độ nó cao á chứ. Mình mà để bị động hay là cấp nó thấp là đã chết lâu rồi. Thôi thì một lần chế mất bét như vậy rất là cực. Để bọn đi phối cho nó một cái con khác đi, cho nó đẻ thiệt là nhiều con. Lúc đó chết con này mình còn con khác. Bét mà đông nhất thì chắc là ra bờ suối này nha. Cái đường mà đi tìm cái đảo mà toàn là chim đâu rồi ta. Ui, con này to quá. Ê, giờ mình mới để ý nè, khủng long cổ dài con này nó to hơn cái con bình thường hồi trước hay hút hút mình. Tên của nó là Bronto. À, Bronto. Còn cái con trước là Diplo. Hai con khác nhau mọi người à. Bronto bự hơn, mạnh hơn. Hèn gì. Ui, Bronto nhìn khủng thiệt chứ. Không biết con Bronto này có công dụng gì ha. Không biết mình thuần được không. Sao khúc này không có con chim nữa ta. Trời ơi. Ê, giờ Bon mới để ý mấy bạn. Mở cái ống nhòm lên một cái là nhìn quá trời khủng long luôn á. Trời ơi, tôi có một ước mơ. Hồi chơi Minecraft tôi thích sưu tầm mấy con thú lắm mấy bạn. Chắc là tôi sẽ sớm tôi xây cái sở thú có đầy đủ loại thú thôi. Ghiền lắm. Có lần tôi nói tôi sẽ thu thập một phi đội chim bay đủ loại màu. Nhưng mà giờ hơi khó. Tìm được con chim nào nó ngang cấp với gần cấp con này hoặc là cấp cao một tí xíu hơn đã khó rồi. Rồi còn gì? Một bầy raptor nữa hả? Trời ơi. Ui, đây có một con T-Rex nè. Nó mới cấp 8 thôi. Cái màu nó cũng đẹp á mà nó mới cấp 8 thôi, nó phế vật quá nên là thôi tôi không thuần đâu. Ê, mình lượn một vòng đi. Khúc này là khúc mà Bon hay gặp nhiều T-Rex và Spino nhất. Để mình cộng thêm điểm cho con này. Cộng cho nó cái gì ta? Mọi người sử dụng chim bay thì mọi người thường tăng vô điểm gì? Bon thì đang cấn các bạn. Bon có 3 thứ Bon muốn cộng. Nó là stamina, thể lực nè, trọng lượng nè, hoặc là tốc độ bay nè. Muốn tăng hết quá. Khu vực này không có chim thiệt. Toàn là cái gì? Pronto Raptor. Pronto Raptor là nhiều các bạn. Đó, Raptor không à. Ủa, khúc này hết Pronto rồi. Khúc này giống bờ biển ghê. Không có Pronto nữa. Ở đây toàn là mấy con tê giác nè. Mấy con này tên gì ta? Mấy con tê giác tên gì ta? Đây, tôi phát hiện một cái mỏm đá. Mỏm đá vậy mà cũng không có luôn. Hay bay dọc ra bờ biển nha. Bay dọc ra bờ biển. Ôi, nhưng mà cái khúc này là gần nhà mình. Khúc này toàn mấy con chim cấp thấp không à. Phế vậy đấy. Mình cần con chim nào đó cấp to to một chút. Khoảng đâu đó 100 cũng được. Chứ cấp 12 sao chơi. Rồi mình phải... Ủa, chỗ này là quay lại chỗ con T-Rex rồi. Ở đây có một con cấp 96 nè. 96 hả? Thấp quá. Con này 112. Mẹ, không có con nào cấp 300 hết ta. Sao giờ? Thôi chắc quơ đại đi. Biết đâu cái con non nó đẻ ra thì nó sẽ lấy trung bình cấp độ của con đực con cái thì sao? Cái con chim mình cởi là con... Cái con chim của mình là con cái nó cấp 307 rồi. Nếu mà trung bình thì chắc cũng phải được cấp 200 nha. Kệ đi. Ê, mà mình không có bô la thấy mẹ rồi. Không có bô la, bắn thử một phát coi. Tầm này thì chắc phải bắn... 4 cái nó mới xỉu lận. Ok, mình sẽ rượt theo, mình ráng mình bắn 4 cái. Mẹ rồi, nó bay gì khi nó bay như vậy khi nào nó xuống. Thôi hận vậy, biết vậy nãy về lấy bô la. Thôi mình bay theo nó đi. Không có cái bô la nào luôn. Đúng rồi, không có bô la thiệt. Để coi mày đáp xuống đâu. Mình xuống trước để mình bắn. Trời, ở trên cái con chim này mình không bắn được. Phải chỉ có con chim nào đó mình ngồi trên con chim mình bắn được ha. Không biết con đại bàng được không ta. Lần trước bên có đọc một cái bình luận là bạn nói con đại bàng nó thồ được nhiều hàng hơn. Nó bay hơi chậm nhưng mà thồ được nhiều hàng hơn. Nếu mà ở trên con đó mình bắn được thì hết sảy. Thôi kệ đi. Ôi thế mẹ. Chết mẹ, bắn chúng thật sủng mình ơi. Trúng không? Trúng không? Ôi! Xịn vãi. Má, vậy mình bắn luôn à. Highlight, nhảy lên được không? Ôi! Được luôn. Má, như phiêu hành động vậy á. Hay mày. Để coi. To bo gần đầy rồi. Nó là bắn phát nữa xỉu. Để coi, chắc là nó hạ cánh lần nữa là mình thuần nó được rồi. Khủng long. Hai con này là đẻ trứng hay là đẻ con ta? Mình chưa từng thấy một cái trứng của con thằng lằn bay bao giờ hết. Có khi nó đẻ con đó. Mà nếu đẻ trứng thì không biết nó có ấp không ta? Cái lần gần nhất mà Bon thấy trứng của con khủng long á thì Bon nhớ là nó có hiện là nó bị lạnh, bị nóng, bị lạnh gì đó. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ cần sưởi ấm cho nó. Ok,
ghê, bất tỉnh rồi con, ăn đủ loại hoa quả đi. Ớ quên, con này ăn thịt hay ăn, đâu phải ăn hoa quả, ăn thịt mà đúng không ta? Lâu quá bồn quên nữa mấy bạn, con này ăn thịt chứ nha. Đây đây, có sẵn con này mần luôn, đây cho nó ăn thịt đi. Yeah, vì mình có rất là nhiều con thạch sùng rồi nên con này mình sẽ đặt nó là thục sành. Bé tiếng Việt. Cấp 128, ủa khoan nãy nhớ cấp 110 mấy mà sao giờ cấp 128 rồi. Anyway thôi kệ, mình cứ về đi. Rồi, về thôi. Ha ha, hôm nay thạch sùng của mình có chồng rồi các bạn. Giờ tiết mục rước rễ này như đám cưới miền Tây vậy đó, rước dâu đồ. Nhưng mà này rước rễ các bạn à. Để coi mấy con chim này mình cần xây lồng cho nó kiểu gì ta? Xây chuồng hay xây lồng? Không biết nó có bay ra ngoài không? Tôi thì không rành lắm nhưng mà thôi chắc mình cho nó ở chế độ nghỉ, nó đứng yên chỗ nó miễn không bay là được. Cái mình xây cái chuồng heo là được rồi mọi người ha. Ừ, thôi chắc vậy được rồi. Ôi nhưng mà thấy mẹ rồi. Xây chuồng thì cần có những cái gì ta? Chắc là phải tìm hàng rào chứ đúng không? Để coi cái này cái gì đây? Khay thức ăn hả? Khay thức ăn. Ê, có S cộng nè. Thôi mình lấy cái S cộng đi. Preserving bin là cái gì ta? Không biết. Mấy cái này là cái gì ta? Đây, có hàng rào rồi. Mấy cái gì nhiều loại vậy? Foundation là cái gì? Foundation là cái nền móng mà đúng không? Support là cây chống đỡ đúng không? Phần dân quá không biết lấy cái nào hết mấy bạn. Tại tôi chưa xem video nào làm chuồng hết. Thôi kệ, quốc đại đi. Làm một 100 cái đi. 100 cái có nhiều quá không ta? Thôi kệ đi, có gì mình làm cho nhiều con nhiều chuồng là được rồi. À quên nữa, mình vẫn còn một con bét bay mà. Nè, ý nó đang quýt lộn với con gì vậy? Gì vậy? Quýt lộn với Raptor hả? Nè, mình còn một con cấp 172 nè. À con cái luôn. Vậy là mình tìm thêm một con đực nữa là hợp lý. Mình sẽ được hai cặp. À nó cắn lộn với con Cano. Trời, khủng long của mình đánh thắng Cano luôn hả? Vậy đấy. Lộn vậy? Suy đi tính lại thì Cano nó cũng chẳng nhắn mấy con săn mồi lắm ha, hơi hung hăng xíu thôi. Để xem, tập trước mình đi đánh quá trời con alpha, giờ đồ của mình xanh tím vàng tùm lum la hết rồi. Thấy chỉ số cao quá, sau khi ổn định bài này chắc mình sẽ làm lại mấy cây súng mới được, súng đạn bắn có vẻ sướng. Rồi bắt đầu xây chuồng thôi. Ủa sao cái này nó nằm dưới đất ta? Cái này nó nằm dưới đất. Ủa cái này ai bước qua không được, làm sao cho cái cây này nó dựng lên? Ủa làm sao cho cây này dựng đứng lên mọi người? Cái hàng rào chút xíu vậy tôi bước còn qua nữa, nói gì mấy con khủng long. Má có lộn nhỉ, mình có chế tạo lộn cái không? Đậu phộng. Ủa nó để foundation là đúng rồi mà ta, còn support là gì? Không lẽ là support? Đâu mình thử chế tạo support coi. Không mà là sao support được, phải là foundation chứ. Nhưng mà nó con đường thẳng nó nằm dưới đất à. Có khi nào cái này là cái nền móng thôi. Giờ tôi cứ nói dài nó ra trước đã cái mấy bạn. Rồi tôi chế tạo thành cái kia sao. Tôi không biết cách nào để cho nó dựng đứng lên, nhưng mà thử này trước cái đã. Đây, bành văn support. Để coi cái cây support là... Trời ơi, nó còn không có nối vô cái khớp được nữa. Mấy, nó chỉ tiếp nối thôi. Tôi không ý ngược lại được. Không có xây đè lên được. Làm sao ta? Ủa gì còn... Vậy cái này nền móng là để xây gì lên? What the hell? Nhìn mình ngu khó chịu à. Rồi, ok. Cũng dựng được hai cái rồi đó. Giờ làm sao cho cái cây ngang nó nối ở giữa đây? Ở giữa không được. Ở trên được. Ở trên cũng không được luôn. What? Mẹ, ngu quá à. Thấy mẹ rồi, giờ sao giờ? Thôi chắc tôi đập hết đi. Nếu mà foundation thì theo tôi biết thì foundation là cái nền móng. Nếu mà nó không cho tôi đặt hàng rào chắc tôi xây tường lên luôn quá mấy bạn à. Xây chuồng mà xây tường thì có kỳ không, đáng lẽ phải đặt hàng rào mới đúng chứ. Ôi cái gì đây, một chiếc giường có thể ngủ. Này là cái mod bon cài nè, mình cài cái mod có thể ngủ á. Có thể mấy bạn chưa biết nhưng mà tôi là người chơi Minecraft lâu năm á, nên là chơi game sinh tồn ban đêm mà không được ngủ tôi cảm thấy khó chịu mấy bạn. Con người mà đâu phải con quái vật gì đâu mà không ngủ đúng không, nên là thấy cái này tôi thích lắm, tôi phải cài nó mới được. Còn cái gối nữa, dứt luôn. Để coi còn nhiều. Small crop pot. À cái này là để trồng cây nè, trồng hoa quả đồ nè. Được á. Sau khi thì coi mình làm xong thú thì chắc là tới cây trồng các bạn à. Tôi làm nông nghiệp luôn. Để coi, không có cái gì để mình xây lên cái nền móng này sao. Theo những nhà chuồng học thì mình phải thử mới biết được. Đây tôi sẽ làm lại, tôi đặt ở chỗ khác đi, kiếm chỗ khác tôi đặt lại coi. Ở đây đi. Đây, cái nền móng như thế này. Pạc, 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 pạc. Vậy có nhỏ quá không ta? Thôi thử nghiệm thôi mà. Pạc, pạc. Rồi, giờ thì mình cần đặt cái hàng rào ban công lên. Railing, cái hàng rào. Hả? Cái này xếp chồng được luôn nè. Ê, này xếp chồng được luôn nè. Đồ. Đó, vậy thì nó mới không ra được. Cũng ra gì và này nọ rồi đó. Đúng như mình tưởng thì cái này đúng là cái nền móng mấy bạn à. Tôi có cái chuồng rồi mọi người. Giờ tôi chừa cái lỗ để tôi cho mấy con khủng long nó đi vô. Để coi nuôi con nào trước ta. Nuôi con nào bây giờ? Thôi nuôi con chim đi. Đó, một con. Mà the fuck, nếu mà chim thì tôi đâu cần để cái lỗ này làm gì. Tôi bị ngu à.
Đây có một cái bình luận mấy bạn kêu là Bon để cho nó phối thì mình phải mở cái enable cái mating này lên, ok mở phối nè hai con ở gần nhau nè. Tôi thấy cái thanh trạng thái rồi, mating đang lên nè các bạn. Xịn. Đầy cây này chắc là nó sẽ đẻ nha. Giờ mình tranh thủ mình đi làm cái chỗ để mà ấp trứng. Để coi cái trứng nó có thể bị nóng hoặc lạnh. Vậy thì mình sẽ để thật là nhiều đuốc để sưởi ấm cho nó. Như đầy đủ chưa ta? Ok, vậy chắc được rồi. Để quay lại coi cái trứng nó ra chưa. Có trứng rồi nè. Mai cute xỉu. Ôi, sao máu nó giảm dần nè. Đợi heo. Lấy đi. Máu nó giảm dần nè. Vậy là chắc là cần sưởi ấm thôi. Bao lâu nữa mới phối được nữa? Trời ơi, cái gì mấy tiếng như vậy? Má, tôi đâu có thể nào chơi lâu tới vậy. Một lần vô game chơi chừng 2-3 tiếng thôi chứ. Rồi, ok, bây giờ mình đi ấp trứng đi. Mình tạm quên nó thời gian thì chắc cũng xong mà. Chắc qua 2-3 tập nữa là đầy đủ đó. Để coi. Consume, má consume là ăn luôn hả? Giờ mình sẽ đặt nó ở đây. Ôi, để kế cái lò lửa mà trứng nó không có phát triển mà máu vẫn giảm, vậy là mình phải mở thêm đuốc lên. Đây đó, nhiều cái đuốc là ấm cúng liền. Giờ thì đảm bảo thì có thể ấp trứng thoải mái. Để xem coi được chưa. Ơ, sao máu vẫn giảm nè. Ủa kìa, too hot. À, quá nóng hả. À, quá nóng, chắc mình cắm quá nhiều đuốc đi mà. Để tắt bớt vài cái đuốc đi. À, được chưa. Vẫn còn quá nóng. Tắt thêm vài cây nữa. Ê, được rồi. Nó đang giảm dần nè các bạn. Cái này chắc là đợi khoảng 2-3 phút là xong nha. 5 phút không? Tầm 5 phút là xong. Thôi giờ vậy mình áp ca đi luôn. Tranh thủ đi uống miếng nước đã. Quay lại xem coi xong chưa. Úi, đậu xanh sao tăng nữa rồi. À, trời tối cái đuốc tự sáng lên mấy bạn. Đây để tắt bớt vài cái đuốc. Hú hồn, tôi mà đi lâu hơn chút là cái trứng này toang rồi. Ok, nở rồi đây. Ôi, một cặp sinh đôi. Xịn vãi. Ủa có màn sinh đôi nữa hả? Một trứng hai con được luôn hả? Lỗi game hay tính năng ta? Ở cái này lỗi game hay tính năng mấy bạn chơi nó có sinh đôi gì không? Đâu, hên vãi. Giờ thì đặt tên thôi. Đánh số đi cho dễ nhớ. Chỉ số cao quá chừng. Chỉ số này là nó giống mẹ rồi, nó không giống ba nó rồi. Ba nó phế vật vậy đấy, cấp có 100 mấy thôi. Ok, giờ cho nó ăn nữa thôi. Đó, một đống thịt gì chứ mình không thiếu. Mình cho nó ăn được không ta? Không mấy bạn, mình cho nó ăn cái nó tự giảm lại liền à. Ok, để nó tự ăn đi. Nó cần mình chăm sóc sau 1 tiếng 20 phút nữa. Ai rảnh, sao giờ ta? À đúng rồi, mình nhớ là mình có lấy cái enram cái máng các bạn. Để mình đặt cái máng tự động ăn xuống. Ok, kế bên cái chuồng là được nè. Xoay lại, đó, có cần phải xoay hướng gì không ta? Xoay, giờ mình sẽ bỏ thịt vô đó là xong. Cho luôn rau củ quả đồ vô luôn nè, muốn ăn gì ăn. Đó, đầy đủ không thiếu một thứ gì. Ăn đi, ăn cho chết. Giờ mình muốn đẻ thêm vài cái trứng nữa cũng đâu được. Phải đợi con này tới còn 6 tiếng mấy lượng mấy bạn à. Chắc là Bon sẽ xây thêm vài cái chuồng nữa nhưng mà làm những con khủng long khác. Ê, nó đẻ cái trứng thứ hai nè. Ngon. Biết đâu lần này nó sẽ thêm một cặp sinh đôi nữa. Nè, hai con thằng lăng bay nãy giờ nó lớn rồi mấy bạn. Vậy là sơ cua nên mình sẽ cộng hết vô trọng lượng để nó chở mình được. Giờ thì mình áp cái trứng thứ hai. Giờ mở lửa lên coi nó báo gì. Ơ mấy bạn, hình như cái này không ấp được. Mấy nó hư rồi. Thì ghét, ăn luôn. Bây giờ Bon sẽ đi một vòng coi có con Sako hay con Terry nào hay không. Mình bắt về mình làm chuồng luôn các bạn à. What the hell, con chim gì đây? Tabechara. Ê nhìn nó cũng là một con thằng lằn bay nè các bạn. Nhưng mà nó nhìn nó ngộ ghê không? Cái cánh nó to kìa. Ở nó bé mất cười quá. Ôi cái bờm nó dài kìa. Con này nhìn cũng độc đáo lắm mọi người. Con này thuần, mình thuần nó được không ta? Mình thuần nó mình làm thú cưỡi bay được không ta? Mình thấy cái cánh nó đập có vẻ như bay nhanh á. Tabechara. Ngon. Hết bola để về lấy bola coi. Đậu xanh. Con chim đâu vậy? Mình chuẩn bị xong mũi tên cái quay lại con chim nó mất tiêu rồi ta. Con đó tiệm đâu được mọi người. Bạn nào xem video mà mọi người biết cách tiệm con đó mọi người nói cho Bon biết nha. Mình vừa tới là nó mất tiêu rồi. Xui vậy. Ok. Không có thôi vậy mình đi tìm thêm một con cá sấu đi nha. Cá sấu thì chắc chắn là ở đây không có rồi. Nếu mình đi tìm giờ mình sẽ đi tìm con nào cấp 200. Ý, cá sấu nè. Sako nè. Sako đây hơi xa đúng không? Mình lỡ mình đi xa rồi mình tìm con nào cấp cao một chút. Cấp 44. 44 có vẻ là cao nhất từ nãy đến giờ. Ơ? Ê, con gì? Ồ, có con gì cấp 200 nè. Nhìn có vẻ đáng sợ hơn đó. Mà nó nhỏ hơn Sako nha. Ơ, con ca sấu thôi à. Con này kích thước nhỏ hơn. Mình nhìn nó có vẻ hung hăng các bạn. Nó để chữ max level luôn rồi. Cấp độ đó là tối đa hả ta? Để về coi con ca sấu của mình là nó là đực hay cái. Ủa, mình có thể đi tìm một con Terry đực. Hoặc là cá sấu cái. Cũng ok đó. Lần gần nhất mình tìm được con Sako lại. What the hell, con gì vậy? Alpha Lich gì nè. Ủa mé nó bự quá. Rồi.
không thể thuần hóa được. Ui, nó bự quá à. Nó bự gấp mấy lần cái con Megalodon, con cá mập. Đảo chim nè. Sao lần trước mình tìm được một con Sako ở đây ta? What the fuck, con gì đây? Raptor Alpha. Đây, một con Sako cái. Ê, nhưng mà khu này ở đây an toàn không trời? Đây. Trời ơi, mấy con Diplo cấp 200 mấy kìa. Trời ơi, má ơi, một đàn luôn. Để coi, mình ở đây thử coi con cá sấu lên được không. Ui, lên được, cút. Không an toàn. Đứng mỏm đá vậy mà vẫn không an toàn, nó đớp được. Ở đâu mà mấy con cá sấu không đớp được ta? Con trăng nó còn bò lên tới đây mà. Ơ nhưng mà mấy con Terry ở nhà mình là Terry cái mà. Nếu như nó giống như mấy con thằng lằn bay là, tức là nó lấy gen từ con khủng long mẹ nhiều hơn, thì Terry đực là cấp nhiêu đâu quan trọng đúng không ta? Chắc mình nên bắt đại một con Terry nào đó đực nhưng mà nó cấp nhỏ một chút, gần nhà mình chạy về cho nó dễ. Xa quá. Rồi, giờ mình bắn con Terry là xong. Rồi, bên kia có con Raptor Alpha. Nó thấy mình chưa ta? Hình như là chưa. Thấy chạy tù quần chạy lại nó đó. Ui, con heo này. Mẹ. Ê, sao lại chạy bạn? Chà, nó bơi qua bờ bên kia rồi. Một hit nữa. Đờ heo. À đâu? Rồi. Bất tỉnh được chưa? Let's go. Haha, vậy là nhà lại có thêm rễ các bạn ơi. Đậu xanh, gần nhà mình có con Terry vậy luôn nè. Mẹ, tôi có công tôi đi thiệt xa. Tức thiệt chứ. Đờ heo, ngay ở nhà luôn. Làm tôi đi phải cả cây số các bạn. Nằm ở những cái vùng nguy hiểm, tìm khắp nơi. Mình sẽ cho nó phối với con. Ôi, có hai con cái con nào bây giờ? Thạch sùng hay Lovely Mimi đây? Lovely Mimi có vẻ yếu hơn. Rồi, dễ phối với thạch sùng đi. Thục xanh với lại thạch sùng. Nhờ mình sẽ dắt hai con này đi cho nó ấy cái. Xây dựng cái chuồng nha. Tuyệt vời luôn nếu mà cái chuồng nó ở đây. Hai con này to vãi. Rồi, ở yên. Aha. Xong. Cái foundation. Ôi, tôi có kinh nghiệm rồi mấy bạn à. Giờ tới cái hàng rào. What the hell. Ôi, tôi làm lộn đồ rồi. Tôi làm lộn cái này foundation bằng đá rồi mọi người à. Tôi bị ngu rồi. Vô được không? Phải đi đường vòng chứ. Đúng rồi, đâu thể nào mà đâm thẳng đầu vô được. Ok, hợp lý á. Để lại lấy cái yên coi. He he. Ui, có trứng. Trứng nằm đây bao lâu rồi? Trứng này còn trứng này còn sửa được không ta? Ê, không được. Trời, không để ý nó hư rồi. Thôi ăn luôn đi. Trời, nãy giờ tôi ăn 2 trứng rồi. Tiếc ghê. Đáng lẽ là được thêm 2 trứng rồi. Cây vậy. Mẹ lết luôn, điện nổi luôn. Quá. Xong, vậy là mình đã có 2 con bét rồi. Một đực một cái, giờ chuẩn bị cho nó ấy. Khoan, mình làm cái cửa đã. Đó, một cái cửa. Cửa đồi. He he. Xong. Ngon lành. Giờ thì mình behavior enable mating chứ đủ gần nhau ta, cho kế bên này. Cần phải hủy bỏ theo sau để nó có thể phối được. Ok. 3, 4, 5%. Đây, rút kinh nghiệm từ lần trước. Giờ mình cắm đuốc đây cho sáng. Không để giống như lần trước nữa. Ok. Mẹ, sao lấy con cây đuốc vậy? Trời ơi, tôi bị ngu rồi. Đầu tiên là cắm 4 góc cho sáng. Đó. Đây, sắp xong rồi. Ôi, cái trứng con Terry nó trông như thế nào ta? Tò mò quá. Đồ. Lạnh quá hả? Hai cây đuốc lên. Hai cây đuốc là đủ rồi. Trời, đâu cần nhiều dữ vậy. Hai cây đuốc là đủ rồi. Giờ thì Apka đi chờ nó nở thôi. Ok. Vài giây nữa là xong. Hai, một, không. Bùm. Y chang Terry mẹ luôn.
Ủa nó y chang luôn, nó không khác tí nào luôn hả? Ok, mình sẽ đặt tên cho nó Hericon. Con này ăn gì nhờ? Nó có ăn thịt không? Hay ăn rau củ quả ta? Rồi, cuối cùng sẽ đến em út của chúng ta, bé ba. Trời, bạn cá sấu này thì phải đi tới khu đầm lầy nha, nó mới có nhiều cá sấu. Hồi nãy mình đi đầm lầy quá trời cá sấu. Giờ phải quay lại đó nè. Một con alpha, đớp nó con. Tính ra có con cá sấu đi dưới nước đã ghê, nó bơi nhanh lắm mấy bạn. Mặc dù mình không cộng cho nó nhiều thể lực nhưng mà bơi một hồi nó ăn mấy con này con kia, nằm nghỉ một chút nó hồi phục cũng nhanh. Đây là một khu rừng đước. Ờ, giống rừng đước quá ha. Rừng đước tiền sử các bạn à. Để coi. Giơ tay lên, cá sấu lên bờ đây. Ôi thấy mẹ mập quá bị kẹt các bạn. Tôi đi đường vòng. Giờ chúng ta đã lên được bờ trên này, có gì đây? Chim chóc gì đi mô. Ôi một con trăng nó bơi mình luôn. Nó bơi mình đẹp luôn các bạn. Tôi giảm gamma xuống, trời màu đẹp ghê. Chỗ này chill quá ta. Làm như sân vườn khu resort đi không thấy quái quỷ gì hết. Cá sấu mình to bị về địch vãi. Đây, cuối cùng của con. Ôi hai con cá sấu chơi mình luôn. Mình cấp cao hơn nó sợ gì. Ôi thấy mẹ rồi. Ôi. Thấy mẹ rồi, thôi, bỏ của chạy lấy người. Mẹ, ổn không con? Mẹ một mình nói chấp hai kìa, mần thịt luôn, nuốt trọn hai con cá sấu rồi mấy bạn. Rồi, hết thể lực luôn rồi, kiếm chỗ nằm nghỉ coi. Chỗ này hơi ghê đó, hư giáp bạ rồi, để đi lấy miếng fiber để mà sửa giáp các bạn. Rồi quay lại thôi. Ui, mấy con chăn, trời ơi, mấy con cá sấu nó bỏ tôi, đậu xanh. Ừ, nó phải vậy chứ, đớp nó con, mấy nãy bỏ con cái hết không? Thôi, cút, mình... Sửa được cái quần nè, cái nón. Đây mình quay lại đường khác đi, bên này có vẻ an toàn hơn. Má kẹt nữa, con đỏ chí này nó mập quá. Đây thấy rồi, một con sao cô cái cấp. Ủa có con cấp 40 nè. Nó đỏ luôn rồi, hình như nó bị kẹt các bạn. Chắc là hốt con này đi. Để coi, ôi một mũi tên lên như đó thì chắc là cỡ 5 mũi tên là xong. Hê, chạy đâu bạn, bớt tỉnh liền. Rồi cho đồ ăn vô thôi. Giờ thì what the fuck. Ôi con cá sấu nhỏ kìa. Cái đầu nó bị gì ta? Như cái vỏ sò hả? Mấy làm cú hết hồn sợ vãi. Đi chưa ta? Hồi lại cho con Sako này ăn đi. Rồi, không có thịt, mần đỡ con này đi. Rồi, mày sẽ tên là mập địch. Đây mấy bạn, nhìn hai con chạy kìa. Trời ơi, bước đều bước 1 2 1 2 1 2. Đường về hơi xa các bạn, đi mệt ghê. Mấy mà gặp con mấy con cá sấu nó to nó vụng về cái gì? What the fuck, nó bay kìa. Ê, có con tê giác này, cho nó solo tê giác chơi coi. Này để thử sức con Sako nhỏ. Mập địch nhỏ nhỏ chứ cũng được ghê ta. Bự hơn cả một con tê giác. Trời ơi, thành hỗn chiến rồi. Nãy giờ hai con đứng đen sực đâu gần hơn chục con tê giác các bạn. Tiếp theo thì mình nên làm gì nhỉ? Giờ về nhà mình xây chuồng cho hai con cá sấu nè, là coi như mình sẽ hoàn thành ha. Bên tò mò ghê, không biết nếu mà mỗi loài mà mình xây một cái chuồng thì mình sẽ cần bao nhiêu cái chuồng trời. Ôi chắc nhiều lắm. Không biết mấy bạn sao chứ tôi muốn nuôi đâu đó cỡ 20 con T-Rex hay là 1000 con đô đô, thí dụ vậy, nếu máy chạy nổi. Yeah, về tới nhà rồi. Má, cả tiếng hồ. Để coi, lựa vị trí đẹp cho hai cá sấu coi. Ê, cá sấu thì không nên trong rừng. Hai con này thích bơi thì chắc là mình xây ở ngoài bờ biển đi cho có miếng nước. Công đại cuối cùng, enable mating. Rồi, dứt đi hai đứa, dứt. Mình đi ra vậy, đợt phát nhảy ra không được. Cho mượn đỡ cái mỏ đi. Ra. Đây cái đuôi đỏ đỏ này, hình địa trứng nè. Đúng rồi, yeah. Let's go. Chúng ta có một quả trứng cá sấu. Hơi lạnh hả? Cá sấu con, dễ thương vậy. Mình sẽ cho nó là mập sung. Xong rồi nè mấy bạn, mình xây xong chuồng nè. Đây là chuồng của con Terry nè, chuồng của thằng làng bay nè, ngoài kia là chuồng của con cá sấu nè. Tập sau mình nên làm gì ta? Mấy bạn có gợi ý gì cho Bon không? Có gì để lại bình luận cho Bon biết nha.